Những căn villa, biệt thự rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được chủ nhà trang hoàng rực rỡ đón Tết. Căn biệt thự nằm ở mặt tiền đường số 19 vào Phú Mỹ 2A, nội khu Phú Mỹ Hưng tiếp tục gây choáng khi trang trí cặp trồng đực cái, nhã thỏi vàng ấn tượng, xung quanh là hàng chục chậu mai vàng khoe sắc rực rỡ. Con gái của chủ nhân của căn villa này cho biết đã lên ý tưởng trang trí ngay khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Thì năm nay là điểm nhấn của gia đình là hai chú rồng ở hai bên cánh cổng. Đầu tiên thì mình có bạn rồng đực mang đầy khí chất, đầy mạnh mẽ, và bạn rồng đực này phun ra những cái thỏi vàng, nó như là mang đến tài lộc cho mọi nhà vậy đó. Còn bạn rồng cái thì bạn ấy nhẹ nhàng hơn, mẹ đáng yêu hơn, và cái thân của bạn ấy quấn quanh những cái bó, những cái chậu hoa cúc vàng, nó tượng trưng cho một hậu phương vững chắc, một tình yêu chân thành, và nó cũng là biểu trưng cho sự thịnh vượng, sự giàu có nữa. Huyền Trân cho biết sau khi gia đình cô đầu tư cho phía ngoài ngôi nhà, hàng xóm trong khu phố cũng bắt đầu trang trí khiến cả khu phố nổi bật sắc xuân. Theo quan sát, những căn villa khác cạnh bên cũng đầu tư không kém khi bố trí những hàng cây đào, mai khổng lồ. Có gia đình còn làm hẳn tiểu cảnh ngôi nhà quê bộc mạc phía trước hoành tráng. Chứng kiến hình ảnh này, không ít người trầm trồ, thậm chí người nước ngoài cũng choáng vì độ chịu chi của gia chủ người Việt Nam. Tôi đón Tết ở Việt Nam cũng vài năm rồi. Nói chung ở khu phố này các nhà trang trí rất đẹp, nhưng tôi thấy mọi người chở bông chở hoa nhiều, có vẻ hơi cực nhỉ. 27 Tết, bà Thúy, 74 tuổi, ngụ quận 7, cùng bạn thân diện áo dài thức tha sang khu phố này dạo chơi chụp hình. Bà Thúy nói đây là thói quen vài năm nay, bởi cứ đến Tết, các căn nhà ở nội khu phố Mỹ Hưng đều trang trí rất đẹp. Năm nào Tết thì bọn cô cũng đi về đây để mà chụp hình hết á. Mỗi năm mỗi đẹp, mỗi năm mỗi vẻ. Ở đây là cái khu biệt thự của Phú Mỹ Hưng, nên là họ trang trí rất là đẹp. Cảnh xuân cũng rất đẹp, năm nào cũng vậy hết á, trang trí đẹp lắm. Năm nay còn đẹp hơn năm ngoái. Cũng theo bà Thúy, dù chụp ảnh trước cửa nhà, nhưng chủ nhà ở đây đều rất thoải mái, thậm chí còn mời khách vãng lai vào chụp bên trong nếu họ có nhà. Họ rất là vui vẻ. Ở năm ngoái cô đến là người ta còn mở cửa cho vào bên trong dùng nữa cơ. Ở công ty người ta mời vào trong đó dùng nữa cơ. Năm nay là tại đóng cửa. Một số chủ nhà dự định sẽ để các tiểu cảnh Tết và chậu bông đến hết tháng Giêng để cho nhiều người dân về quê lên thành phố đến tham quan, chụp hình.